thầy, và hôm nay mình xin sẽ trình thuyết trình về cái brainstorm mà thầy cho, đó là nêu các nguyên nhân và các triệu chứng của việc thiếu vitamin B12. Và trước khi bắt đầu thì mình xin bước qua một số khái niệm chung về vitamin. Vitamin là được ghép nói giữa từ vital và amin, nó được là xem như là những cái chất cần thiết cho sự sống của cơ thể. Và những cái vitamin này thì chúng ta không thể nào tự sản xuất, tự tạo ra được, mà chúng ta cần phải được cung cấp thông qua các thức ăn. Và hầu như là tất cả các loài động vật cũng như là thực vật đều không thể sản xuất được loại các vitamin này, mà chỉ có những các loại vi khuẩn hoặc là cổ khuẩn thì mới có thể sản xuất ra được. Thì ở đây là hai nhóm vitamin cơ bản nhất, tổng số thì có khoảng 13 vitamin thiết yếu nhất, thì có nhóm vitamin tan trong dầu gồm có A, D, E, K, và nhóm vitamin tan trong nước thì có 8 nhóm B và vitamin C. Thì ở đây trong hoạt đơn của nó là các tên hóa học, và ở đây thì thông qua đây thì tôi sẽ nhắc xuống một cái số điện mà chúng ta thường dễ nhầm lẫn, thì đó là tên gọi của một số vitamin, ví dụ như là vitamin B3 thì người ta còn gọi là vitamin BB, hoặc là vitamin B7 thì nó cũng là vitamin B8 hoặc là vitamin H. Tương tự là vitamin B6, vitamin B9 thì được gọi là acid folic, hoặc là vitamin BC hay là vitamin M. Và sau đây ta sẽ nói về vitamin B12. Vitamin B12 thì còn gọi là cobalamin, nó là một vitamin đang trong nước và có vai trò chính trong đối với não bộ và hệ thống thần kinh thông qua việc tổng hợp melanin. Và ngoài ra thì nó còn có chức năng là tạo máu, cụ thể nó là hồng cầu. Nó bao gồm các sự chuyển hóa đối với tất cả những tế bào trong cơ thể, đặc biệt là quá trình tổng hợp DNA, axit béo cũng như là các axit amin. Về cấu tạo hóa học của nó thì nó gồm các phần, đó là vitamin ở trung tâm ở giữa gồm về phần vitamin M này, đó là các đó là ion coban nằm ở giữa trung tâm của cái vòng gọi là furoring. Thì nguyên cái cấu trúc này ta gọi là vòng chlorin. Về phân loại của về phân loại của nhóm vitamin B2 thì gồm có bốn loại chủ yếu, đó là cyanol cobalamin, hydroxo cobalamin, adenosy cobalamin và methi cobalamin. Thì ở trong số này thì có cyanol và hydroxo cobalamin này, nó là loại được gọi là coenzyme. Đối với cyanol cobalamin thì trước nó không có tồn tại trong tự nhiên, mà nó chỉ tồn tại trong cơ thể dưới dạng là coenzyme. Cả hai cái này thì nó được dùng trong dược liệu, dùng để bổ sung trong cơ thể, do nó dạng coenzyme cho nên sẽ được bổ sung cơ thể. Đối với cái hydroxo cobalamin này thì nó còn được sử dụng để làm chất giải độc đối với cyanua, bởi vì do nó có chất kết dính đối với gốc CN trừ. Nó được sử dụng thay thế, hiện nay nó sử dụng thay thế nhiều hơn cái chất ở trên, bởi vì thứ nhất là nó rẻ tiền, và thứ hai là nó dễ chuyển hóa trong các dạng của vitamin B12. Đối với hai nhóm chất là adenosine cobalamin và methylcobalamin thì nó là hai cái dạng chủ yếu trong cơ thể, hai dạng chủ yếu trong cơ thể sử dụng của chúng ta. Thì ở đây là về nhu cầu thiết yếu của vitamin B12 đối với cơ thể của mỗi người theo độ tuổi khác nhau. Thì chủ yếu ở đây đó là ở trẻ em và người trưởng thành và người lớn thì đó là 2,4 microgram hàng ngày. Đối với những phụ nữ mang thai thì cần phải bổ sung thêm, đó là khoảng 2,6 và 2,8 gram đối với lúc cho con bú. Sau đây thì mình sẽ nói về việc thiếu vitamin B12. Việc thiếu vitamin B12 nói chung nhất đó, thì nguyên nhân chính của nó chủ yếu đó là do sự trưởng thành thất bại của hồng cầu. Tại vì là hồng cầu không có trưởng thành do việc thiếu hấp thu vitamin B12 từ hệ ống tiêu hóa.
cái trường hợp mà diễn ra bệnh nó sẽ dẫn tới bệnh là thiếu máu án tính, là một cái sự cơ bản khó hấp thụ do tiêu do bị teo niêm mạc dạ dày, hoặc là những cái sản xuất do kém tiết ra dịch vị. Đây là cái quá trình mình xin nói tóm lược về quá trình hấp thụ vitamin. Thì vitamin khi được thức ăn vào cơ thể thì nó sẽ nước bọt, nó sẽ tiết ra một loại đó là scopolamine 1, thì nó sẽ bật nó ra việc hộ tống cái vitamin 12 xuống tới dạ dày để tránh bị gián cấp do axit. Thì sau đó thì vitamin B12 thì nó ở tế bào thành của dạ dày thì nó sẽ tiết lên là các yếu tố nội. Thì nó sẽ tiết ra các yếu tố nội kết hợp với vitamin 12, sau đó thì nó sẽ gắn vào các đây là cái ba bước cơ bản rồi. Như mình nói là vitamin B12 nó sẽ kết hợp với yếu tố nội, sau đó sẽ được cái phức hợp này nó sẽ gắn vào nó sẽ gắn vào một cái receptor đặc biệt ở chỗ hồi tràng, và sau đó nó sẽ được hấp thu cả vitamin B12 cũng như là yếu tố nội đó vào máu. Thì sau khi mà vitamin B12 vào máu thì nó sẽ được scopolamine 2 tạo thành phức hợp chuyển đến các mô, và nếu mà theo nhu cầu sử dụng, và thường nó sẽ dự trữ lớn, đầu tiên nó sẽ dự trữ lớn nhất là ở gan, và sau đó nó sẽ được sử dụng dần tùy theo nhu cầu của tủy xương. Thì nhu cầu vitamin B12 mỗi ngày chúng ta là 1,3 đến 3 microgram, và trong gan thì nó dự trữ khoảng hơn gấp 1.000 lần. Cho nên vì vậy mà cái việc mà thiếu vitamin B12 từ 3 tới 4 năm thì nó sẽ dẫn tới các bệnh, các triệu chứng của bệnh, và đặc biệt đó là bệnh thiếu máu tính. Một số bây giờ mình sẽ đi đến nguyên nhân, thì có hai nhóm nguyên nhân chính, đó là một nhóm nguyên nhân đó là do việc thiếu vitamin B12 do chế độ ăn. Thì trong đó thì có là đối với những người thường ăn chay thì do vitamin B12 thì nó chủ yếu có trong các nguồn có nguồn gốc từ trong các thịt của động vật, thì cho nên việc ăn chay trường thì nó sẽ dẫn đến thiếu B12, cũng như là việc biến ăn, cũng như là việc lúc mà phụ nữ trong thai kỳ thì họ sẽ cần nhu cầu vitamin B12 cao hơn. Đối với nhóm nguyên nhân thứ hai, đó là nhóm nguyên nhân do kém hấp thu của cơ thể, thì đó là do việc có thể là sử dụng rượu bia lâu dài, hoặc là những cái bệnh nhân mà bệnh các hội chứng các bệnh là bệnh kho là một gọi là bệnh viêm tại ruột, thì nó còn gọi là bệnh viết tắt là IBD. Thì bệnh này thì nó sẽ xảy ra bất kỳ ở vị trí nào trong ống tiêu hóa, từ miệng tới cái hậu môn, mà chủ yếu xảy ra ở ruột non và đại tràng, cũng như là cái bệnh không dung nạp gluten. Thì đây là một hội chứng rối loạn tự miễn, thì nó sẽ cơ thể sẽ bị dị ứng đối với gluten. Thì gluten là nó nằm trong thành phần chủ yếu là ở các thực phẩm như là lúa mạch, yến mạch, lúa mì. Thì khi mà gluten vào nó sẽ làm tổn thương các niêm mạc ruột, thì do đó mà nó sẽ cũng ảnh hưởng đến việc hấp thu vitamin B12. Rồi các yếu tố như là nhiễm trùng máu, rồi các vấn đề và các vấn đề khó khăn trong việc trong hệ tiêu hóa khác, như là những cái vấn đề liên quan tới tiêu hóa. Ngoài những cái ảnh hưởng của các thuốc kháng axit, cũng như là các thuốc kháng chống ợ, như là thuốc ức chế H2, rồi thuốc ức chế bồ tông, và các thuốc metformin như là lucophen, là cái thuốc mà tiểu đường hôm trước thầy cũng có nói tới. Về cái nhóm H2 này, cái việc mà cái nhóm thuốc H2 này, đó là nhóm thuốc histamine 2, thì nó có ở đỉnh của tế bào dạ dày, thì nó có tác dụng là tiết ra axit của ở dạ dày. Thì axit dạ dày là một cái có vai trò quan trọng trong việc mà có thể hấp thu được vitamin B12. Rồi một
các giảm các yếu tố nội tại như nãy mình nói yếu tố nội tại là cần có để có thể tạo thành phức hợp vitamin 12 để có thể xuống được cái hậu tràng để cơ thể có hấp thu. Thì những nguyên nhân mà gây ra được thiếu vitamin, gây thiếu yếu tố nội tại này có thể là thiếu máu hạt tính hoặc là các thủ thuật như là cắt bỏ dạ dày để giảm cân hoặc là do viêm loét dạ dày mà phải cắt bỏ một phần dạ dày thì nó sẽ dẫn tới là thiếu yếu tố nội tại. Ngoài ra thì các yếu tố hiếm hơn như là các oxit nitơ thì nó là NO, nó gọi là khí gây cười, thì các yếu tố hoặc là các virus HP này thì nó sẽ trực tiếp phá hủy đi vitamin B12 dẫn tới dẫn tới sẽ thiếu hấp thiếu vitamin B12 cũng như là thiếu acetylcholamin. Acetylcholamin thì nó là một loại protein mà nó sẽ xuất chủ yếu là ở gan và ở tuyến nước bọt. Thì ở tuyến nước bọt chủ yếu tiết ra là acetylcholamin loại 1, đó là yếu tố vai trò nó sẽ kết hợp với vitamin B12 sẽ bảo vệ đi từ miệng cho tới dạ dày để tránh trường hợp bị gián cấp bởi axit. Rồi sau đó nó mới sẽ thoát ra để kết hợp với yếu tố nội tại. Còn vitamin 2 thì nó được sản xuất chủ yếu ở gan, thì nó được tiết ra để kết hợp với vitamin B12 khi mà đã vào máu để vận chuyển tới các mô. Thì Chenko trở lại với hồi nãy để các bạn dễ quan sát hơn. Thì đây là cái quá trình mà khi mà vào tới ruột non thì khoảng 80% thì nó sẽ được chuyển bởi acetylcholamin, còn cái phần ở dưới 20% là nó được acetylcholamin 1 hay còn gọi là hydrochlorin, đó là acetylcholamin 1 tên gọi khác đó. Rồi ngoài ra thì còn một cái những cái nguyên nhân khác mình có đề cập trong handout nhưng mà mình chỉ đề cập tới những cái mà nổi bật nhất. Thì bây giờ mình sẽ nói qua cái triệu chứng của vitamin B12, vitamin B12 những cái mình cũng chỉ nêu một số triệu chứng nổi bật trong đây do không đủ thời gian. Thì cái đó là triệu chứng là vàng da hoặc là mệt mỏi hoặc là những cái vấn đề về rối loạn nhịp tim như là đánh chống ngực hoặc là có cái một này mình tạm được là cái hiện tượng mà giống như là bị kiến cắn hay là bị chi chích găm gan ở tay và chân. Và những cái thay đổi về dáng đi thì ở đây mình cái gì sự thay đổi dáng đi sẽ bị biểu hiện rất là nhiều bệnh thông qua nhiều loại dáng đi, ví dụ như là các bệnh Parkinson hay là gì đó thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến dáng đi. Và cái đặc trưng của dáng đi do thiếu vitamin 12 thì đó là người đi thì sẽ hơi dở cao chân về phía trước, và đi có thể cặp dở cao chân hơn và có thể nghe tiếng động. Và đặc biệt đối với những cái người mà bị ảnh hưởng tới thị lực do thiếu vitamin B12 thì nó sẽ rất là khó đi trong bóng tối như trường hợp bóng tối. Đại khái là những người này có dáng đi nó sẽ dở chân lên trên thế này. Còn ngoài ra thì có thể là các vấn đề như là khó thở, những cái rối loạn về thị giác, những cái vấn đề về thần kinh mất trí nhớ hoặc là những cái thay đổi về cái trạng thái hoặc là đau ở lưỡi và các triệu chứng phụ khác giảm cân, mất ký, tiêu chảy hoặc là táo bón. Đây là cái dáng đi, mỗi có nhiều loại dáng đi, trong đây là cái dáng đi của người bị bệnh thiếu vitamin 12 thì họ sẽ dở chân cao hơn đó. Còn đây những cái dáng đi của những cái bệnh khác, những cái biến chứng, những cái của nó thì đó là dẫn đến là thiếu máu mãn tính, ung thư hoặc là vô sinh tạm thời. Đối với những cái người đối với biến chứng của thai kỳ hoặc là trẻ thì nó sẽ là dị tật ống thần kinh. Và những cái biểu hiện những cái bệnh liên quan đến tim mạch thì như là đột quỵ hay là đột quỵ hay là bệnh mạch vành hay là bệnh về phổi. Bởi vì các yếu tố này nó sẽ do thiếu các yếu tố là nó sẽ tự tăng quá mức cái chất gọi là homocysteine. Thì cái chất này thường thì nếu như trong cơ thể nó sẽ chuyển hóa thành methionin, nhưng mà khi mà thiếu vitamin B12 thì nó sẽ làm cho không chuyển hóa được thành methionin mà cái homocysteine này nó sẽ tăng quá cao.
xích theo hormone xích tin này khi mà tăng quá cao thì nó sẽ làm mất đi tính đàn hồi của các thành mạch. Do đó thì nó sẽ dẫn đến một cái chất như là collagen hay là những cái cholesterol thì nó sẽ dễ bám thành mảng trên các thành mạch đó, dẫn đến các bệnh liên quan đến tim mạch. Đối với thai kỳ mang thai thì có tác dụng của vitamin B12 thì đó là nó sẽ hoàn chỉnh được cái các ống thần kinh, não bộ cũng như là xương sống, rồi nó sẽ cùng với vitamin B9 đó là sẽ tham gia đó là tổng hợp lên DNA và tạo máu, rồi nó hỗ trợ được sự phát triển và chức năng của não, thần kinh và tế bào máu, rồi nó giúp cải thiện về năng lượng, trạng thái, rồi chết, rồi nó giúp duy trì những cái hệ thống thần kinh thông thường cũng như là các chức năng của thần kinh thông qua việc tổng hợp myelin và axit béo. Ở đây là những cái nhóm thực phẩm bổ sung và hiện nay có vitamin B12 cũng như là các loại thuốc. Thì vitamin B12 và thì như nãy mình có nói ban đầu là một trong những nguyên nhân dẫn đến thiếu vitamin B12 đó là thiếu mãn tính, và ngược lại thì sau lúc đó mình lúc sau mình cũng có nói là hậu quả của thiếu vitamin B12 nó cũng là thiếu mãn tính. Như vậy thì ở đây mình đặt ra câu hỏi là cái điều mình nói nó có mâu thuẫn với nhau không, thì ở đây mình sẽ dẫn đến việc trả lời đó là sự khác biệt giữa thiếu vitamin B12 cũng là thiếu mãn tính. Thì khác với thiếu vitamin B12 á, thì cái thiếu máu ác tính nó là một cái bệnh tự miễn của cơ thể. Thì nguyên nhân của thiếu vitamin B12 thì nó có thể là có ba yếu tố. Một á, là do cái bệnh về di truyền gì đó mà sinh ra đứa trẻ này bệnh nhân không thể sản xuất ra được yếu tố nội tại, hoặc là do những nguyên nhân sau này như là phẫu thuật cắt bỏ dạ dày hay gì đó thì dẫn đến là giảm yếu tố nội tại. Và nguyên nhân thứ ba đó là do thiếu vitamin B12. Thì cái vitamin B12, thiếu vitamin B12 và thiếu mãn tính thì dễ dẫn đến nhầm lẫn, bởi vì do nó có triệu chứng bệnh gần như nhau. Tuy nhiên thì vitamin B12 nếu mà xét ở trường hợp là nếu như mà do nó là di truyền bẩm sinh ra đã có, thì việc thiếu vitamin B12 sẽ thiếu yếu tố nội tại, dẫn đến là khi đó mặc dù bệnh nhân ăn đủ vitamin cung cấp đủ lượng vitamin B12 nhưng cơ thể không hấp thu thì nó mới dẫn đến thiếu vitamin B12. Mà do đó nó sẽ còn việc mà thiếu vitamin B12 thì nó mà là hậu quả của nó sẽ dẫn tới đó là thiếu máu tính, đó là do trong một thời gian dài bệnh nhân vì nguyên nhân nào đó mà không nạp đủ lượng vitamin B12 trong cơ thể thì nó sẽ dẫn đến là vitamin B12 có vai trò chủ yếu đó là chuyển đổi DNA thành RNA để sản xuất nên để sản xuất được hồng cầu, tạo giúp cho hồng cầu trưởng thành. Nhưng mà do thiếu vitamin B12 lâu ngày thì nó sẽ dẫn đến tạo nên là tế bào hồng cầu khổng lồ, nó tăng trưởng mà nó tăng trưởng lớn hơn bình thường, cho nên là hồng cầu sẽ dễ vỡ và gây nên thiếu mãn tính. Vì vậy mà cho nên mình có thể nói gọn rõ hơn đó là việc thiếu vitamin B12 nó khác biệt ở với vitamin với thiếu máu ác tính ở chỗ đó là dựa trên những cái nguyên nhân cụ thể của nó, đó là do việc thiếu yếu tố nội tại hay là việc thiếu vitamin B12 mới dẫn tới thiếu máu ác tính. Thì từ đó chúng ta có thể phân biệt được đó là bệnh giữa thiếu vitamin B12 và thiếu máu ác tính. Phần trình bày của mình đến đây hết. Cảm ơn.